cựu nhà báo phạm đoan trang nói về đồng bọn nguyễn anh tuấn là kẻ đạo đức giả chuyện làng dân chủ dăm ba bữa lại bóc mẽ nhau vốn rất thường tình phổ biến tuy nhiên sự việc gây đỉnh đám náo loạn làng dân chủ những ngày qua liên quan đến facebook hưng tiến lê vốn được xem là đồng bọn cũ của làng dân chủ đã lập một fanpage mang tên chat với đoan trang để đăng tải một số đoạn chat được cho là của trang mà facebooker này tâm đắc và đồng tình với đánh giá của trang về một số cá nhân tiêu biểu và thực trạng thê thảm của làng dân chủ này sự việc thu hút bởi đoan trang đang được xem như thủ lĩnh truyền thông có uy tín ảnh hưởng trong làng dân chủ và những đánh giá của trang lại được không ít đồng bọn đồng tình nhưng không dám nói ra vụ xì căng đan này khiến công khai phủ nhận và thề thốt mình không dám nhục mạ các gương mặt chống cộng nổi tiếng kia đồng thời tuyên bố rút khỏi nhà xuất bản tự do viện cớ để giữ an toàn cho các thành viên khác của tổ chức này hành động được xem như là hờn rỗi lấy lòng thương cảm của đồng bọn sau vụ dính phốt tai tiếng này Xin nói thêm, đây không phải lần đầu, cô cựu nhà báo Phạm Đoan Trang bị bóc phốt nói xấu đồng bọn. Trước đó, thành viên bất mãn nào đó trong nhóm nhật ký yêu nước đã bóc mẽ, tiết lộ hàng loạt bình luận trong nhóm điều hành nhật ký yêu nước, mà Trang thẳng thắn đánh giá về các gương mặt dân chủ nổi trội khi đó. Trong bài đầu tiên này, tôi xin giới thiệu về đánh giá của phạm đoan trang về nguyễn anh tuấn một trong số người ít ỏi gắn bó với đoan trang từ khi chính thức dấn thân vào tổ chức voice của trịnh hội là một trong nhóm ba cái tên được ghi nhận có trình độ và tiềm năng hơn cả trong làng dân chủ việt nam gồm phạm đoan trang trịnh hữu long và nguyễn anh tuấn chia sẻ với hưng tiến lê người vừa có bình luận bóc mẽ nguyễn anh tuấn khiên cưỡng đạo đức giả ảo tưởng về bản thân và đồng bọn trên chính facebook của tuấn khiến đoan trang rất tâm đắc và đồng tình không rõ những chia sẻ của Hưng Tiến Lê với Nguyễn Anh Tuấn ra sao, chỉ biết rằng Đoan Trang thừa nhận Hưng Tiến Lê đã đánh giá đúng về Nguyễn Anh Tuấn, luôn đề cao hoạt động chống chính quyền của mình là dấn thân, người đấu tranh, nhà hoạt động khiến Trang thấy đều ghét, là đạo đức giả. Đoan Trang cho rằng cách gọi như vậy là tự cô lập, phong trào dân chủ với quần chúng vì thực lực của phong trào này, trào này hiện quá nhỏ bé, tự ảo tưởng về bản thân càng khiến nó bị cô lập, bị xa lánh, không hòa nhập với cộng đồng dân cư phạm đoan trang là người cùng với nguyễn anh tuấn lập ra tổ chức mạng lưới blogger việt nam cùng nguyễn ngọc như quỳnh phạm thanh niên nguyễn hoàng vi là sự liên kết giữa voice và dân làm báo đã tổ chức nhiều hoạt động đình đám mà chính trang mô tả đu tường vào được các đại sứ quán các tổ chức nhân quyền quốc tế ở thái lan khiến các nhà dân chủ mở mặt được pr như những chính khách được chính trị gia phương tây đón tiếp như thượng khách khiến công an việt nam nổ đóm đóm mắt Hiện nay, Nguyễn Anh Tuấn được xem là cùng hội cùng thuyền với Đoan Trang, triển khai hàng loạt các dự án chống chính quyền đội lốt từ thiện, xã hội dân sự, nhân đạo, tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường, của vói sở trong nước. Việc Trang không ưa Tuấn, nói xấu chiến hữu sau lưng, cổ vũ những người như Hưng Tiến Lê Công Kích, bóc mẽ đồng đội của mình công khai được xem là chiêu thọc dao sau lưng đồng đội. Không rõ, sau vụ bóc mẽ này, Nguyễn Anh Tuấn có đủ can đảm để yêu quý đàn chị Phạm Đoan Trang, nữa hay không mới là kỳ tài được biết, Nguyễn Uốn là thủ khoa học viện hành chính quốc gia. Sau màn dấn thân, công khai phản đối vụ khởi tố Cù Huy Hà Vũ, thách thức công an bắt mình, Nguyễn Anh Tuấn đã cùng Đoan Trang, Trịnh Hữu Long trốn ra nước ngoài, gia nhập Voice. Là người giỏi tiếng Anh, khả năng viết tốt, làm việc hiệu quả nên Nguyễn Anh Tuấn được trịnh hội tín nhiệm và được chính khách, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đánh giá cao, đặt hy vọng Tuấn sẽ là lãnh tụ trẻ trong làng dân chủ, là ngọn cờ, tương lai quy tụ lực lượng chống cộng trong nước việc đoan trang chủ động làm quen, cổ vũ kẻ dám bóc mẽ, hạ nhục nguyễn anh tuấn sắc sảo như hưng tiến lê cho thấy khả năng trang quy tụ quanh mình không chỉ là giàn đệ tử trong làng dân chủ mà nuôi dưỡng cả đội ngũ tẩy chay, đà kích lực lượng này nhằm triệt hạ từ trong trứng nước những kẻ có nguy cơ tranh giành ảnh hưởng, vị thế của cô ta trang.